bắt đến đi, trả lại tâm trí đây. Mèo 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 mèo, hungakialoblog.vn. Bán rồ bậc da rẻ uy tín nhất Việt Nam VIP. Bờ rồ ác ngon gốt hưu bên sông Kiêm. Các bạn mua thứ đi mua xong trời phê là ưng. Qua chừng lòng em cứ tưng 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 tưng. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với lại là Hùng Akira. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa về reaction TikTok. Trước khi vào video này thì mình muốn thông báo là hiện tại đang là thời gian hè đúng không? Mặc dù là đã khá là lâu rồi mình không còn làm lại cái công việc đó là ngồi livestream game nữa. Tuy nhiên thì dạo gần đây do là hè rảnh và mình thấy các bạn cũng rảnh luôn, cho nên là có thể các bạn sẽ có nhiều thời gian để ngồi xem live của mình hơn. Cho nên thành ra là mình sẽ thường hay livestream vào một là buổi sáng, hai là buổi chiều. Giờ thì tôi đều biết. Có một số bạn hay hỏi câu là: anh Hùng ơi, anh có giờ livestream không cho em biết giờ với để em xem? Thì thực ra là mình đều có các bạn ạ. Với cả là nó cũng tùy hôm luôn. Kiểu hôm nào mà rảnh thì mới làm được ấy, chứ còn nếu như mà đang bận làm video tất nhiên là sẽ không like được ý. Nhưng mà mình muốn thông báo đến vậy thôi để nhân tiện ở đây các bạn có thể góp ý cho mình là nếu như các bạn muốn mình stream game gì thì các bạn hãy comment bên dưới xuống phần comment cho mình biết nhé các bạn nhá. Còn bây giờ thì trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nha. Like đi anh em. Còn bây giờ ra cùng đi xem TikTok nha. Let's go. Nhưng mà nhớ like đi để tôi có động lực like chứ. chân phải mất kiểm soát à? Kiểu chứ mẹ mày, mày có phải chân của tao không vậy? Rồi xong, chân phải con mèo mất kiểm soát rồi các bạn ạ. Ken thích trà, trà có người yêu rồi. Ai nói mày, tao nói trà này. Trà đào, à trà líp tông à. Cái này là cách để tỏ tình crush mà không bị quê các bạn ạ. Crush mà từ chối hay là bảo là có người yêu một cái là chốt câu: tao thích trà kia cơ chứ không phải mày. Đấy, còn nếu như mà crush mà bảo là tớ cũng thích cậu thì kiểu chứ ừ, thế chúng mình làm người yêu nhé. Ui dồi, mẹ văn của mấy thằng ấy. Tỏ tình ngày cả tháng tư chứ gì nữa. Sao ngày cả tháng tư mẹ tớ thích cậu. Xong thằng đứa kia bảo là tớ không thích, tớ có yêu rồi. Là kiểu chứ hôm nay cả tháng tư mình đùa tí thôi. Chứ đó mà đồng ý mà xem. Chả hút vội. Ánh mắt của ta đã va phải vào cái khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ma thể luôn. Cái nước ngoài đấy các bạn ạ. Cái Trung Quốc gì vậy? Xinh dữ ấy. Chất như nước cất. Bài này mình thua kìa. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there for you. I won't be far away. No matter where you go, I see. Trời ơi, bài này là bài Never Be Alone các bạn ơi. Bài này đến tận bây giờ tôi vẫn hay bật bài này làm video mà. Kỷ niệm thực sự ấy, ngày xưa hồi tầm cấp 3 sẽ nghe bài này chơi game. Cái đâu đây? Cái game này là game Fortnite ở bên nước ngoài các bạn ạ. Thế mục đích của cái tượng này là để đập cho đỡ ngứa tay à? Xong rồi lại lắp lại. Xong rồi là bực mình lại đập tiếp. Tính ra khéo tôi phải làm cái tượng này gọi là thi thoảng chơi game mà cay quá thì khéo đập cho đỡ tức cơ chứ không vớ vẩn có ngày tôi đập bàn phím mất. Cái bạn đăng video này bạn để cái tiêu đề là chóng mặt quá. Ủa. Ui quả dốc này. Ồ, có một chút chóng mặt rồi đấy. Ủa, cái này là đua xe làm địa hình ấy các bạn ạ. À, nó tạo ra mấy cái địa hình ấy, xong rồi nó đua xe làm địa hình ấy. Ôi.
trông mẹ trượt một phát là ngã mẹ cắm răng đất luôn, khéo răng đi thay người chứ. Ôi phi cái tốc độ này tôi, phi cái tốc độ này tôi đã hốt rồi. Ôi hình như mình có thấy logo của nước Mountain Dew ạ, à, nước tăng lực Mountain Dew ấy. Ở kìa logo của nước tăng lực Mountain Dew thật kìa. Hình như ông này vừa nói câu Yasuo thì vậy. Ủa nay ông ngã chết chưa? Lật tay một phát thôi là ông bà ông vải xếp hàng gọi là gọi thằng cháu về. Có bạn comment thắng làm vua thua ngắt kết nối. Ngắt kết nối với trái đất các bạn ạ. Đây là tôm chiên xù chấm với lại tương ớt này. Mình chả biết nữa. Mayonnaise, phải mayonnaise không nhở? Batman, bố mẹ anh đâu? Batman nói câu đây là kim chi mẹ tôi làm cho. Nàn ý, Batman mồ côi mà. Đại ca giang hồ. Ôi. Mà nhìn anh ấy đeo quả dây chuyền vàng thôi, nhìn phát thôi là biết ra thế khủng rồi các bạn ạ. Nhà giàu hoặc là anh ấy giàu. Ú quá. Nói ú đúng không? You sure? Cái này là cho mọi người, ok? Cái này cho mọi người á, cái này là phải chiều lắm luôn á chứ bình thường không vậy đâu, ok? This is for you. Ooh, mother. Ooh. Sao nó khác với cái tưởng tượng của tôi thế nhở? Cái mà tôi nghe đâu? Tôi bực quá, tôi phải lên đây tôi xem con gái nó yếu yếu nghe cho đỡ cay mới được. Anh thật ra anh không biết nói Oni-chan nhưng mà anh biết nói cái này hay cực kỳ. Công ấy các bạn, bạn tôi ấy. Nhiều nhớ. Yêu yếu. Em chỉ coi cái chị ấy. À, trên stream thôi đúng không? Em chỉ coi cái chị ấy kiểu là giống cái meme là người ta đăng nhiều. Em còn nói cái từ đấy nhiều. Đúng rồi. Đấy, ai lại xem nhiều đúng không? Đấy chị ơi, yếu yếu là phải như thế. Ô, có phải đây là nguồn gốc của con mèo Happy không? Happy, tăng, Happy. Trời ơi, má con mèo Happy khóc, con mèo Happy cười. Vãi cà lìn là ông đấy, ông ăn được khổ quá. Một đắng ấy các bạn, thì ăn buồn nôn vãi nồi thề. Ôi thề các bạn luôn á, nhà mình từng nấu cái khổ quá mướp đắng này với trứng rồi. Xào hay sao ấy, ui, tề mình ăn một miếng mà tí nữa mình nôn tại vì nó đắng quá ấy. Mình không quen ăn đồ đắng mà, mình không quen uống thuốc ấy. Buồn nôn cực. Nếu mà nói về loại rau mà mình có thể ăn liên tục thì mình nghĩ chắc là bắp cải. Slenderman bị camera bắt lại. Ôi hình ảnh của Slenderman được camera ghi lại à? Nhạc căng thẳng vậy. Đằng xa là có một cối xay gió này. Ông này đang quay vlog à? Ok, đây là một cái xe ô tô.
lên làm men đâu. Video bị hơi lề mề, tôi tua được không? Tôi tua tí nhá. Đâu? Lên làm men đâu? Video nó vẫn đang chạy các bạn nhá, chỉ là nó hết nhạc thôi à. Video nó vẫn đang chạy mà. À đây à? Ui đây này. Chắc đéo là Slenderman. Lỡ có ông cụ già này ông đang đi bộ rồi sao? Con mèo trông mặt nó sốc tâm lý vãi lìn. Chắc là đêm nay nó ngủ nó mơ thấy cái bài hát này luôn quá. Đi nhặt được tiền đúng rồi, phát đi ra nhặt được cái quần xịp ạ. Nhặt được slip gì nào mẹ rơi luôn ở đây vậy. Cái này là cái gì đây? Kính à? Ông này đi mò đồ à? Cái này là cái gì đây? Ông này đi mò đồ gì đấy xong à? Sao khớp nhạc nhỉ? Hay đừng bảo đây là âm thanh gốc của video nhé. Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino. Tổng thống Florentino. Tổng thống này một mình cân 5 ông tổng thống khác các bạn ạ. Ao nhầy. Và đó là Florentino. À, cái này là tính mà vận tốc kiểu gọi là vận kiểu vận tốc của xe mà đi nhanh thì đâm nó sẽ tạo thiệt hại như nào ấy các bạn. Ờ. Ôi. Ôi giời ơi. Cái đơn vị này mình không biết có phải là km per hour không, tại sao lại lấy ghi là m này. Không biết cái này có phải 130 cây trên giờ không. Ôi 150 cây bẹt rú. 170. 200. Ba trăm mph là đâm cho bẹt kiểu nát cái xe không còn gì luôn. Hết trò. Ba. Nó đeo hai cái cục tròn tròn là cái gì á? Sao cái nó mặc áo mà cái nó nhảy, cái lùm mía nó nhảy tới. Người con mèo nó tức. Nó cắn tay không phải, nó nói đạo lý ra, nó hóa con mẹ đánh đi tan tiến công. Bạn nào mà chưa ra Attack on Titan thì không hiểu. Nhưng mà nếu như mà các bạn sẽ Attack on Titan thì các bạn sẽ hiểu là cắn tay là các bạn sẽ tạo ra vết thương và các bạn sẽ biến thành Titan các bạn ạ. Nhưng mà ở đây nó để tiêu đề là Attack on Kitten thì như là Kitten là mèo thì phải các bạn ạ. Attack on Kitten. Đéo đây. Mẹ mày. Tàu lượn tốc độ ánh sáng à? Trời, cái game này dễ. Game này dễ quá, chị dễ luôn, không mà chơi nữa chơi trời.
chị dễ luôn. Quá chị dễ luôn. Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ. Quá dễ. Đó là thấy được cái điểm của tôi á. Quá dễ. 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 Rồi. Hết dễ luôn, hết dễ luôn. You know what happened last time, just drive careful, please. Ông này bảo là blo hay lái cẩn thận thôi, cái ông kia ông đi cho quả lắc mẹ mày đổ hết luôn. Đổ tới. Dành cho bạn nào chưa biết thì quả ria này của con mèo trông rất là giống Hitler các bạn ạ. Rất giống. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy hãy ăn quả nhãn. Vì quả nhãn sẽ bổ cho não và bạn sẽ thông minh nha. Ok luôn. Ok các bạn ạ. Đây là một ví dụ cho việc chúng ta không nên ăn nhãn. Ông này ông bảo là chúng ta ăn nhãn chúng ta sẽ bổ cho não và bạn sẽ thông minh hơn. Nhưng các bạn nhìn ông này đi. Nhìn ông ấy cách cái cách mà ông ấy cứ ngày nào cũng ăn nhãn đi. Các bạn trông ông ấy có thông minh không? Tất nhiên là không rồi. Your body count. Whatever you think it is. 3. Only 3? That's fine. Only 3? Only 3. Okay, what are you thinking it is? What do you think I'm asking? How many people I killed? Tôi nghĩ anh hỏi tôi giết được bao nhiêu người rồi. Thế thì phải trả lời là 4 đấy các bạn nhở. Thế thì khả năng là ông này ông giết 2 người rồi. Và chuẩn bị là anh này đánh tiếp theo nên là số 3. Mình nghĩ thế. Rồi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh xe. Có 2 đèn bấm đèn là sang lên. Tình cờ gặp công an. Chết mẹ rồi thấy chưa. Ôi vui quá em ơi. Rồi anh lên. Cái lời mà bài này mình vẫn nhớ bản gốc của nó. Ô ô ê ô la 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 ô ô ê ô. Thế ông Chris thì nhiều khi ông còn mấy cái pha hài cực. Thế giờ này anh Chris anh còn làm video không ta? Dân chơi này có quả điệu 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 gào ấy. Thề chơi với cái trò mà kiểu lộn lộn như này sợ thì ít mà buồn nôn thì nhiều các bạn ạ. Trước mình chơi quả lợn cả trò kiểu nó sẽ quăng mình xoay vòng ấy, kiểu mình ngồi trên một cái tàu xong rồi nó đu, đầu tiên nó đu đu này thôi, xong về sau một lúc nó đi vòng tròn rồi đấy, buồn nôn lắm. Sợ thì đéo sợ đâu, nhưng mà buồn nôn cực. Xin tự giới thiệu, tao Long Ma Bắc Giang. Tao đá hai chân như một chân như quật trần, đá như trần chân vô ảnh cước. Long Ma tao đi giải cỡ 42. Thằng nào lùng tiếng khớp vậy? Má lùng tiếng khớp vậy? Thôi ok, và đó sẽ là cái video cuối cùng mà mình reaction đến trong ngày hôm nay. Nếu bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký để Hùng tiếp tục reaction nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và chúc ngày tốt lành, bye bye. Nhớ đón xem livestream của Hùng nha. Nhưng mà lúc nào tôi đã biết.